Hello anh em nhé. Hôm nay anh em bọn em bắt rắn thịt cho khách, em sẽ quay cho anh em xem này. Đấy, bắt rắn hổ mang tự nhiên. Đấy, mà đơn giản không? Quan trọng là anh em phải có cái chạc ba chân này, có cái thùng xô. Đấy. Với lại cái túi lưới và cái thùng ba chân này. Đây chúng ngồi đây. Rất là đơn giản nha anh em nha. Nói chung video chỉ mang tính chất giải trí thôi nha. Loại này mà đem nấu canh thì thôi rồi, ui ngất người.